Hoàng Anh, Gia Lai, Nam Định. Hai đội bóng, một mục tiêu. Một trận cầu hứa hẹn những pha bóng mãn nhãn đầy hấp dẫn. Ba điểm sẽ thuộc về ai? Hoa Anh, Gia Lai, Nam Định, 17 giờ ngày 5 tháng 5 năm 2019, trực tiếp trên Bóng Đá TV, FPT truyền hình, K cộng, FPT Play.